Chào tất cả anh em nhé. Lâu lắm rồi mình lại ra Pachinko Top One quay video. Hôm nay thì thứ bảy mà định đi chơi nhưng mà nghĩ đến chán này, thôi ra Pachinko chơi vậy. Chơi rất buồn. Trong túi mình còn 7 sen. 559507. Còn 7 sen vào đầu tư xem có lãi không. Chỉ cần có lãi ít thôi là về đi chơi chỗ khác. Anh em xem video hãy cho mình xin một like nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Anh em mà chưa vào Pachinko thì gặp nhiều may mắn nhé. Bây giờ vào chiến thôi. Let's go. Bãi đỗ xe. Hôm nay cuối tuần đông lắm. Nóng ạ. Và quậy. Đấy cho con gà hàng ăn được bãi trên luôn. Ê giời ơi, ba rồi. Bốc cái xe cho vào đây. Bốc hết xe cho đây. Đầu tư một sen nhá. Đó, đổ luôn.
bán nhá. Đây là thành quả chơi được một tiếng ăn được một man man mốt. Đấy. Thành quả đầu tiên có một sen thôi. Ta nay 600 nguyên. Chúc anh em mình khỏe nhé. Hai sáu trăm viên đầu tư có một C, thế thôi, ăn thế đủ rồi, về đây. Ok, các bạn nhé, anh em đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé, chúc anh em làm vẻ nhé.
Đây, hôm nay đưa thằng đệ chơi pachinko đấy, hai anh em chơi. Rồi, khuôn mặt đấy. Nói chưa? Làm suất cơm hơn 1 sen đấy. Kiếm hơn man trong vòng 30 phút. Đã hai cả liện. Hai anh em mỗi anh em hơn man. Thôi thế là ấm rồi. Và quán ăn. Anh em quẩy nhá. Tranh thủ cơm phát. Thì phá quá. Kiếm tiền thì dễ không? Nó ăn ngon đúng không? Cường có ăn gần. Một suất cơm mình nhận một suất này là 200.000 để làm á. Có tí rồi, thịt bò, tôm, rồi thì khoai tây, thịt cà gà, cơm thì ăn free, ăn cắm tẹt bồ. Một chút là cũng ngon. Điều khiển đi mua mít này thôi. Chơi pachinko là chỉ ăn non, ăn rẻ cũng ăn được. Đánh nhiều hôm và đầu tư hơn man là mới đủ gỡ gần hòa vốn, bỏ về không chơi nữa, không khắc phục cùng vô cố cũng lại thua. Chơi bữa đà to. Thế hả? Thế là cứ lấy. Thôi tôi bảo nữa. Không có gì hả? Anh em xem kênh xin cho mình xin một like nhá. Chúc nhau một ngày vui vẻ.